Chào mừng các bạn đã đến với thành phố Biên Hòa, nơi mà Sky sinh ra. Tuần này khi về quê ăn Tết thì các bạn hãy cùng Sky kết nối với mẹ mình hơn thông qua những cái hoạt động như là chọn quà cho mẹ hay là tập gym cùng mẹ nha. Nào bây giờ hãy cùng bắt đầu series đón Tết cùng mẹ với Costa nha. Mẹ chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều hóa chất độc hại luôn, từ những cái loại nước tẩy rửa, cho nên là con muốn hạn chế bằng những cái chế phẩm thiên nhiên này nó rất là tốt. Sky muốn gửi gắm đến các bạn là hãy quan tâm đến bố mẹ mình nhiều hơn và Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Coach Sky. Và hôm nay Sky đang ở cùng mẹ Lan tại Biên Hòa rồi mọi người ơi. Thì đây là tập đầu tiên trong một cái series mà Sky sẽ làm xuyên suốt mùa Tết, đó chính là đón Tết cùng mẹ. Và tập đầu tiên đó chính là mang quà về cho mẹ. Thích quá, mang quà về cho mẹ. Mẹ ơi, thì hôm nay con đã chuẩn bị rất là nhiều những cái món quà mà con đã mua từ Sài Gòn về mang về cho mẹ luôn. Thì những cái món quà này á, tuy cái giá của nó sẽ không có cao, nó sẽ không phải đắt đỏ gì hết, nhưng mà nó chứa rất là nhiều những cái ý nghĩa. Thì con sẽ giải thích từng món cho mẹ nghe để mà mẹ hiểu được cái công dụng cũng như là cái ý nghĩa vì sao sau những cái món quà này nha. Con ạ. Rồi ok, thì đầu tiên thì con xin nói về cái món này. Đây, mẹ có thể thấy đây là mấy cái gì? Mấy cái đồ để chùi rửa đúng không? Ừ. Nhà cửa đúng không? Thì hồi nãy Sky mang về mẹ cũng có hỏi là ủa mua nước giặt thì nào về chi á, nhà cũng nhiều rồi. Nhưng mà đặc biệt á, cái nguyên liệu của nó mẹ là hoàn toàn là từ tự nhiên hết. Cây là đấy. Dạ, đặc biệt là nó được lên men từ hai cái chế phẩm thiên nhiên, đó chính là dứa và bồ hòn, trái bồ hòn đó mẹ. Thì đây là người ta sẽ lấy 90% là từ enzyme những cái chế phẩm này. Thì mẹ cứ tưởng tượng là những cái đồ tự nhiên người ta lên men rồi này nọ để mà người ta có thể làm thành những cái món đồ để mà giúp cho chúng ta vệ sinh nhà cửa. Thì con có rất là nhiều đồ nha, thì con có thể giới thiệu cho mẹ. Đây là một cái hãng hoàn toàn là từ thương hiệu Việt Nam. Họ có nước lau sàn nè mẹ, nước lau sàn nha, rồi nước tẩy rửa. Dạ, mẹ biết là khi mà mẹ tẩy rửa bồn cầu á, mẹ nghe cái mùi hắc hắc không? Của những cái hóa chất mà người nó bay lên á, rất là nhức đầu. Thì ngay cả Sky thì Sky mỗi lần Sky tẩy rửa bồn cầu Sky cũng ngửi rất là nhức đầu. Thì khi mẹ xài những cái chế phẩm từ thiên nhiên như vậy á, nó mùi nó rất là nhẹ mà nó vẫn đảm bảo được cái tính làm sạch cho nhà cửa. Vệ sinh bồn cầu mẹ cứ chế một nắp cho con, xong rồi mẹ trà rửa rất là hay. Và đặc biệt á là nước rửa chén. Con biết là mẹ tay mình, nếu mà thật sự con nói mẹ đeo bao tay hoài, mẹ đâu có đeo đâu. Mẹ phải đi bao tay mà. Bao tay không. Thế là Sky cũng phải tìm ra một cái loại nước rửa chén để mà giúp cho mẹ mình rửa chén nhưng mà không bị khô tay và da không bị bong. Mẹ chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều hóa chất độc hại luôn, từ những cái loại nước tẩy rửa, cho nên là con muốn hạn chế bằng những cái chế phẩm thiên nhiên này nó rất là tốt. Sơ là tính ra cũng phải 8 loại chất tẩy rửa khác nhau á. Đúng rồi. Đó. Chỉ là lau dọn nhà thôi á, cho nên là các bạn phải chú ý nha. Có cả nước tẩy sàn, nước lau sàn nhà, nước lau sàn nhà với những cái mùi hương rất là dễ chịu và tự nhiên. Món thứ hai mà con mang về cho mẹ đây là những cái dụng cụ ở bếp nè. Thì con thấy mẹ rửa chén á, mẹ hay xài cái miếng trà son nồi á. Miếng trắng trắng đấy. Miếng bằng inox hay bằng gì nhôm gì đấy. Nhôm gì đấy. Thì đó. Mình phải nắm cái trực tiếp vào. Đúng rồi. Nó có cái cán đúng không? Dạ, nó có cái cán. Cái này thì mẹ dùng để mẹ chà mấy cái nồi này nọ mà nó không có đi tẩy đi nhiều quá. Nó làm bằng cái gì mà nhám ghê. Cái này nó sẽ làm bằng thân thì bằng thân gỗ, còn cái này thì nó bằng sơn mướp. Cái này cũng là một cái dạng gỗ à? Dạ, không, nó là một cái dạng cọ gì đấy, nó bằng sơ, nó cũng sẽ rất là cứng. Cứng nhỉ? Dạ. Cái này thì con mua hai hái, cái này thì để mẹ dùng để biết giờ làm gì không? Cái này để rửa ly à? Rửa ly nè, cái thân bằng sơ mướp này mọi người rất là tiện luôn, luồn vào, chân rất là dài. Dạ. Rồi còn đây là cái thớt gỗ, tại vì á, con thấy là thớt á, mẹ dùng rất là nhiều trường hợp, nhưng mà thật ra thì ví dụ mẹ mà thái trái cây á, ăn cam này nọ thì thái ở đây xong rồi mẹ ăn ở trên đây luôn. Đẹp rất là tiện, thớt. Cái vợt mẹ Sky hay đánh cầu lâu mà đánh bán bàn. Nhìn đây nó giống giống dạ đó. Đến khi mình giờ sử mình cắt cam mình ăn. Dạ mẹ cắt mình cam. Dạ cắt trái cây nọ thì mang lên ăn luôn, nó rất là tiện. Thì mình cũng bảo vệ môi trường đối với những cái chất liệu bằng gỗ này nào nữa. Gỗ. Mình cũng sử dụng được lâu nữa ha. Mình không có bị ví dụ như những cái son á, những cái son trà nồi á thì mình xài một thời gian mình sẽ dột đi á.
thì mấy cái này mình sẽ dùng được lâu hơn. Về đồ ăn á, thì Tết năm nay á, con cũng không có mua mứt hay mua kẹo ngọt gì hết, mà con sẽ đưa cho mẹ dùng thử một cái bộ đồ ăn từ một cái hãng Việt Nam luôn. Đầu tiên là bánh gạo này mà mẹ, bánh gạo ăn kiêng thì bánh gạo này không có đường nha. Đây con xé thử cho mẹ ăn thử. À đúng rồi. Nó mẹ ăn khi mà mẹ bị buồn miệng á, ăn không có bị ngon. Cái này làm như nó có mạch đúng không? Ừ. À. Nó có gạo lứt, bánh gạo gạo lứt. Mẹ ăn thấy chưa? Ngon vậy. Ngon không? Rất giòn, rất thơm. Rất giòn. Ăn chơi là ngon. Cái này là rất hợp với bố nữa. Đúng rồi. Đúng kiểu đường không ăn tuyệt vời luôn. Đây, đây còn có những cái món ví dụ như là gạo lứt nhưng mà bánh gạo gạo lứt nhưng mà mix với hạt, có hạt điều, nho khô. Dạ. Đúng rồi, có hạt dẻ nữa. Mẹ ăn cũng rất là hạt ngon. Hạt nhân nữa chứ. Dạ. Hạt nhân này. Hạt nhân. Nho khô. Đó. Đúng rồi, tốt. Rồi, trong này còn có cả trà. Các loại trà này thì được làm từ gạo lứt nè, đậu đen nè, rồi các loại thảo mộc. Này mẹ dùng uống buổi tối dễ đi ngủ nữa. Này có thảo mộc, đậu đen, đậu đỏ nè. Tết năm nay mình đổi thử mấy món mứt ngọt ngọt đó sang những cái món này đi, nó tốt cho sức khỏe, với lại nó cũng phù hợp với rất là nhiều những cái bậc ba mẹ thì đó, như nhà mình thì bố bị tiểu đường này nọ nè, cũng không có ăn ngọt được. Còn đây là con có bột sô cô la đen ăn kiêng luôn, bột này không có đường. Thì mẹ có thể dùng với uống sữa tươi, sữa tươi mỗi pha thêm bột, pha thêm cho bố một miếng này vào, một muỗng thôi chị ạ. Đúng rồi. Rồi thì những cái loại đồ ăn này á, thì giới thiệu với mọi người luôn là Sky cũng mua để tặng cho các học viên của mình. Đây nè, con làm cái hộp này nè, tự làm cái hộp này để tặng cho học viên, cũng là những cái món ăn này để khuyến khích mọi người là ăn có một cái chế độ ăn khỏe mạnh và lành mạnh, ít đường đó, để tặng cho các bạn này, các bạn về tặng cho bố mẹ ăn nhân dịp Tết đúng không? Đúng rồi, hoặc là tặng cho học viên mình. Quá tốt, quá tốt. Dạ. Thì con cũng mua cho mẹ thêm một món nữa, đó chính là đây. Mẹ thấy cái này cái gì không? Vỏ hạt mã đề, thực phẩm bổ sung dầu chất xơ mọi người ơi. Cái này nó giống như là việc là mẹ ăn rau á. Vỏ hạt. Mẹ ăn rau rồi đó. Rồi. Thì cũng như là ăn rau ít thì mình kết hợp cái này luôn đúng rồi. Và mẹ của Sky á, Sky biết là mẹ của Sky rất là hay bị cái chứng là bị lo lắng và sẽ bị hay bị đau bụng rồi kiểu như là ruột kích thích á, kiểu rồi, như là cái này rất là hợp. Bởi vì nó tạo được chất xơ giúp cho mình dễ đi cầu hơn, hoặc là những cái người mà bị táo bón á cũng rất là hay dùng. Thì cái này nó chỉ là vỏ hạt của vỏ của cái cây, của cái cây tên là mã đề. Thì này là ở bên Ấn Độ mọi người. Thì mình hòa với nước không rồi cho nó nở ra mình uống thôi. Nó cũng rất là mát. Mẹ uống một ngày, gọi là mỗi ngày một gói. Nếu mà ngày đó mẹ không ăn rau nhiều, hoặc là cái ngày đó mà mẹ bị đau bụng hay là bón đi, nói chung là khó đi gầu, hoặc là bị đi ra lạnh quá thì mình cũng có thể uống. Nó như một cái loại thực phẩm chứa chất xơ mọi người ơi. Nó này là hàng toàn chất xơ chứ không có cung cấp cái gì thêm đâu nha. Thì đây là một cái rất là hay, một hộp này thì tầm khoảng 70 mà mười mấy gói. Đấy à, 70 ngàn. Nói chung tính ra bao nhiêu một gói. Nhưng mà nó cũng tốt cho sức khỏe đấy. Dạ, yeah, tốt. Những nói chung là những người nào mà người ta ít ăn rau. Dạ. Thì người đúng ta rồi. Cũng bổ sung cái này vào để cho nó tạo cái chất xơ trong cơ thể mình. Đúng rồi mẹ. Cho đó. Nó đi, cho nó đi vệ sinh, cho nó dễ này, đúng không? Đúng rồi. Rất tốt các bạn ạ. Thì ok, vậy thì xong là con trai hiểu ý mẹ quá. Rồi bây giờ mẹ cảm thấy sao? Ví dụ như là những cái món này mẹ thấy lần đầu tiên mẹ hiểu biết đúng không? Thấy con giới thiệu như vậy nhưng mà thấy như vậy hoàn toàn đều là những cái này nó hợp vệ sinh với gia đình mình. Đúng này. Rồi. Nhất là bố mẹ này. Đúng rồi. Bố thì đang tiểu đường này. Mà bây giờ cho bố ăn những cái này bố vừa lo bụng lại không có nhiều đường. Dạ. Thế nên nó cũng rất là tốt cho sức khỏe mà cả mẹ cả bố luôn. Dạ. Thì các bạn có thể nghiên cứu để mà có thể mua cho bố mẹ của mình những cái món quà tốt cho sức khỏe mà nó cái giá cả thật ra nguyên một đống này hết cỡ 1 triệu nè. Có nghĩa là những cái món quà này giá thành nó không có cao. Thay vì mang tiền về cho bố mẹ, chúng ta có thể mang những cái món quà về cho mẹ. Chúng ta có thể mang về những cái món quà healthy, những cái món đồ tốt cho sức khỏe mà bằng tấm lòng của mình nữa, là mình đã quan tâm đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình mình. Cái này là mình chăm lo cho bố mẹ từ ăn cho đến cái vệ sinh rồi. Đó là đó cũng là một cái thông điệp mà Sky muốn gửi gắm đến các bạn, là hãy quan tâm đến bố mẹ mình nhiều hơn và
mình hãy có thật là nhiều những cái yêu thương để mà chúng ta có thể đón một cái Tết thật là no ấm với bố mẹ mình, không phải chỉ là về vật chất mà còn về tinh thần. Và xin chào các bạn. Và các bạn nhớ ủng hộ Sky và mẹ Lan nha, bởi vì sẽ có nguyên một cái series Tết, đón Tết cùng với mẹ sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của Sky. Và Sky cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi tập này ha. Và xin giới thiệu mọi người, mẹ cũng cảm ơn con Trang nhé. Dạ. Đã đưa cho mẹ về nhiều cái món ăn bổ dưỡng này. Yeah. Những cái giữ gìn sức khỏe này, vệ sinh gia đình này, bếp này. Lần đầu tiên mà Sky đưa mẹ lên kênh YouTube của mình đó mọi người ơi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người hãy chuẩn bị qua Tết và mang về cho bố mẹ của mình, mang về cho những người mình yêu thương nha. Và Sky cùng với mẹ Lan xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người nha. Mọi người nhớ mang quà về cho mẹ nha. Cảm ơn mọi người.